Ở đây thì hôm nay mình có dẫn khách đi vô tham quan cái trang trại đây và mua giùm cho khách một chục con bò cái tơ. Đó, nói chung là trang trại rất là rộng luôn. Phần này là phần bò, này là bò cái giống ha, rất là nhiều bò luôn. Đấy, hôm nay em có dẫn khách đi qua trang trại này để lựa bò dùm cho khách một số bò giống, rất là đông ha. Còn một chút xíu nữa em sẽ quay cái cảnh mà đi qua bên kia vô cái trại kia, rất là nhiều bò, số lượng bò ở đây chắc tầm khoảng từ 500-700 con, rất là nhiều bò ha. Vài con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua bò giống thì liên hệ với em. Đây, khách của em thì khách này ở Đức Huệ của Long An, em có dẫn khách về đây để lựa bò giống ha. Đây thì tiếp tục qua cái chuồng bò cái thì hôm nay có dẫn khách đi qua đây lựa những cái con bò đẹp. Đây có rất là nhiều bò đẹp ha. Con này thì nó 7 cái vú luôn. Còn con này thì thuộc về con anh gớt siêu độ, rất là tốt bò. Đây, chữa lớn tháng này, 3 bê tơ. Đó, con anh gớt khủng khiếp không. Đây, con ép một sữa lớn tàn thấy ghê. Ý, đây có một con anh gớt tơ, anh gớt tơ mà nó cao rồi, mình nhìn thấy trong chuồng nó cao nghiều nghiều luôn, hết biết bò, rất tốt ha, bò đẻ con rất là tốt luôn. Đây có một con khủng long, khủng long này ai có nhu cầu chơi hàng lớn thì liên hệ em ha. Đức, Đức ơi, chụp hình không? Vô nè, đang quay phim, đang quay clip, chụp hình không? Ôi, khủng long rất là đẹp luôn. Con này thì phải gọi là hàng siêu cấp, siêu độ ha. Cheroline, hàng lớn, con này 6 vú luôn, mang thai lớn à. Này 3B, trời ơi, con 3B bông ách lặng, 3B bông sữa cực kỳ đẹp, rất là tốt luôn. Số lượng bò rất là đông. Bên kia nữa rất là nhiều bò ha. Cô chú anh chị của bạn nào có nhu cầu mua bò giống thì có liên hệ với em. Trại này tầm khoảng từ 500 con, 600 con vậy. Bò rất là đẹp. Ở đây có mấy cái dòng cơ bản như là Shadowline, BP, rồi Angus, Red Angus. Ồ, con bò hết biết bò luôn. Này là ép một sữa 3B anh gớt. Oh, nào ông nấy hết biết không. Bữa nay là mẹ giữ con. À, con 3B đang giữ con đẹp lắm. 3B, 3B bông sữa mẹ con rất là tốt bò. Bên kia còn nữa, nhiều lắm của chú anh chị các bạn. Đây, em đang cân bò lên xe cho khách, số lượng khách khá là đông, đang đóng bò về Đức Huệ Long An.
mang mò cái giống. Con này nhiêu cân anh? 269. Rồi ra đi. Con này chạy trong đi hả? 269 kg. Khoan lên bò này cái nữa. Chưa, để cho nó ẻ cái này. Ẻ đi. Rồi, lên. Vừa tay. Đây khoan cho nó lên cái. Bước lên. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em có đến đây, xã Mỹ Nhơn của huyện Ba Tri, đến đây để ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng. Tổng cộng có 5 con bò lứa. Bò này thì nói chung là chuẩn bị phối tinh, chuẩn bị lên giống nè cô chú anh chị và các bạn. Bò tới đây thì bà con cô bác anh chị chúng ta cũng thấy rồi. Mình kiếm cái con bò thì nó dễ, nhưng mà mình kiếm được những cái con bò đẹp mà mẫu mã liền lạc như vậy nó khó lắm cô chú anh chị và các bạn. Lâu lâu mới có được những con bò mới gọi là từ rúng yếm cho tới chân móng như thế này. Rất là kịch cộm luôn cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua bò giống thì liên hệ ngay và liền với em, chứ để người ta mua trước ổn nha cô chú anh chị và các bạn. Ở đây thì mình quay sơ lược để cho bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ có những cái video để chúng ta có thể tham khảo hình ảnh cũng như là tham khảo giá bò hàng ngày. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua bò giống thì liên hệ ngay và liền với em. Ở đây tổng cộng 5 con bò này thì tháng tuổi của nó dao động tầm khoảng từ 14-15 tháng tuổi ha. Thì chiều cao của nó ước tính tầm khoảng từ 1m27-1m28 cho tới 1m3 bò. Em đang nói ước lượng ở đây là chiều cao tại phía sau khu, còn ở xây lưng thì nó khoảng 1m2-1m2 mấy. Đây bà con cô bác anh chị, con bò đang đứng trước màn hình là một con bò thuộc về cái dòng Bosin. Thuộc về cái dòng Bosin với một cái vàng lông da rất là tốt, màu thì màu đỏ mật. Rúng ở đây là rúng chèn ha cô chú anh chị, các bạn có thể thấy ha. Mình nhìn bò giống á, thì thường thường á mình sẽ lựa những con bò như thế nào. Chân móng nè, ví dụ cô chú anh chị bạn thấy cục gạch này không? Đó, mình có thể so sánh được với dàn chân dàn xương của con bò này. Đây cấp mình rất là tốt luôn. Rúng ở đây là rúng chèn, chân móng là móng sò, mình nhìn thấy cái móng không cô chú anh chị và các bạn? Cái móng nè, nó chấm lại nè, rất là tốt ha. Rồi, lưng vai như thế nào? Lưng vai nè, sái tích của con bò hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Màu này là màu đỏ mật. Bà con, cô bác, anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Cặp bò này rất là tốt bò. Đây, màu hai con này liền màu ha. Trong 5 con bò này, hai con này màu đẹp nhất. Dậu yếm, sái tích thì khỏi chê. Đây, bò này khá là dễ. Nào cô chú anh chị các bạn nhìn ha, con bò nè. Đó, tốt không? Chân móng nè, sái tích, màu. Con này thuộc về cái dòng mà Bosin Lyman. Bosin Lyman cấp mình rất là tốt luôn. Dậu yếm đẹp, rúng nè. Đó, cặp bò này rất là ưng ý ha. Đây bà con cô bác anh chị thấy không? Hai con bò này rất là xứng đáng ha. Bò này tầm khoảng từ 15 tháng. Hai con bò này sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh, cặp bò này khoảng 15 tháng. Hai con bò này ăn cỡ với nhau. Bà con cô bác anh chị nào muốn mua đôi bò này cứ liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được đôi bò này. Đôi bò này có giá là 50 triệu. Chốt giá 50 triệu. Đây. Đây, chốt giá 50 triệu cặp này nha. Từ lông da sái tích, bà con cô bác anh chị nào có thể thấy bà con cô bác anh chị nào thấy cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được những bò này. Đó, cấp mình cho tới chân móng, cho tới xương sóc cũng như là rúng yếm của hai con bò này đều rất là tốt. Màu lông da nè, bóng mượt, màu thì màu đỏ mật. Hai con này cỡ với nhau ha. Cô chú anh chị các bạn, tại nhiều khi mà con cô bác anh chị nhìn trên hình nó vậy chứ nó ngoài nó cỡ với nhau, mình coi từ dậu yếm, chân móng nè, hình ảnh nè, rồi cái đuôi nè. Nói chung đuôi của hai con này nó cũng có hậu nè, mình thấy đuôi rất là dài. Sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Đây, xe lưng, xe mặt
Đó, bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em. Đôi này có giá là 50 triệu ha. Con bò á, thì mình kiếm nó dễ, nhưng mà mình kiếm được những cái con bò đẹp thì nó khó. Mình kiếm những cái con bò liền lạc như thùng dậu như thế này khó kiếm nha cô chú anh chị các bạn. Đa phần là bà con cô bác anh chị sẽ thấy những con bò với những cái hốc xương, với những cái hốc bụng, mà kiếm những con bò liền lạc như thế này mà nó bự con như thế này là kiếm rất là khó nha cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì đôi bò này chiều cao tại phía sau khu nó khoảng 1m3 bò. Bò này mình nuôi khoảng 2-3 tháng sau bắt đầu có phối tinh nha cô chú anh chị các bạn. Là dậu yếm nè, mặt mày nè. Đó, rất là tốt. Cặp bò này giá 50 triệu. Chân móng sò, chân trụ nè. Không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò màu lông da thì khỏi chê. Không giá đốm gì nha cô chú anh chị các bạn. Mình nhìn cặp bò là mình coi từ cái vàng rúng nè. Đó, rất là tốt ha. Chân móng của hai con này thì nó khá là suông, không có áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Chân trụ thì đứng thẳng. Đó, đây là cặp bò đầu tiên và báo giá chốt giá 50 triệu. Và kế bên có một con bò bô xin. Con này cũng là bò lứa. Con này khoảng 13 tháng tuổi. Chân móng nè, mình nhìn cái dàn chân trước đi. Chân móng là móng sò, rúng là rúng chiền. Và có một cái dàn cấp mình, lông da phải gọi là rất là tốt. Dậu yếm thì lạch phạt. Cô chú anh chị các bạn có thể thấy nè, cái vàng này là vàng dậu yếm nè, rúng nè, nó truyền từ vú nè, cái vú nó sệ trên của chú anh chị các bạn thấy không, vú sệ lên dậu đó. Lông da rất là đẹp, lông thì bóng mượt, lông nhuyễn ha, lông da bóng mượt. Sái tích của con bò thì nói chung là hoàn toàn nghiêm chỉnh, không giá đốm gì hết. Chân móng nè, chân móng sò, trụ thì đứng thẳng, không cầm, không có bị chân quy ha. Ở đây thì qua bự, qua bự. Con này xin báo giá trực tiếp cho bà con cô bác quý anh chị tại phía sau khu của con bò này, khoảng 1m27, khoảng 1m27. Con này báo giá trực tiếp cho bà con cô bác như quý anh chị, con bò này có giá là 21 triệu. 21 triệu của chú anh chị bạn. Lưng vai dậu yếm cấp mình, đòn đó, đòn cũng khá là dài. Con này thì mình nuôi tầm khoảng từ 3-4 tháng sau có đầu có phối tinh ha. Đó, có phối tinh. Ở đây thì sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Bà con cô bác anh chị nào gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được cái con bò này với giá là 21 triệu. Đó, màu lông da, chân móng. Đó, bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ với em ha. Rồi, kế bên còn một đôi bò này. Nói đến đôi bò này thì mình nhìn vô đập vào mắt mình là gì? Bốn cái chân trụ. Hai con này có bốn cái chân khá là lớn con. Xương rất là to. Dậu yếm của hai con mình so sánh nè. Hai con này dậu như thế nào ta? Yếm như thế nào ta? Rúng như thế nào ta? Rất là tuyệt vời đúng không cô chú anh chị và các bạn? Đây, con này cũng là cái dòng Bosin Light Man. Đó, ba man là mẹ Bosin nè. Ra một cái dàn xương phải gọi là cực kỳ là kiểu mẫu. Xương sóc nè. Đó, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Và đặc biệt cái đôi bò này khá là dễ. Mình có thể nhận diện của đôi bò này như thế nào mà mình biết nó là cái dòng Bosin Light Man. Thứ nhất, cô chú anh chị và các bạn nhìn đầu dồ đúng không, tai to mắt xéo, dậu thì lạch phạch rúng chiền, chân móng sò, chân trụ khá là lớn. Ở đây thì đôi bò này cái đuôi nó phải gọi là rất là có hậu nè. Đó, đuôi khá là dài. Mình nhìn coi cấp mình của nó, cô chú anh chị và các bạn, một cấp mình phải gọi là rất là lớn con ha. Đôi bò này thì sau này nó phải gọi đạt tải trọng rất lớn, có một cái khả năng tải trọng khá là lớn nha. Chân móng là móng sò nè, rúng đây nè, nó cũng là rúng chiền. Mặt mày thì khỏi chê rồi, mặt cục mà mầm to nha. Con này mặt cục mầm to, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Sái lưng đây của chú anh chị và các bạn, nói đến đôi bò này thì nó khá là dễ. Em có thể lại gần nó và quay những cái đoạn video như thế này thì cô chú anh chị và các bạn biết nó dễ rồi. Thì tổng cộng hai con bò này thì bây giờ em sẽ cập nhật cái giá ngay vào liền để cho bà con cô bác anh chị chúng ta khỏi phải chờ đợi lâu. Ở trong đây thì nó sẽ có những cái con bò đẹp à, bà con cô bác anh chị chúng ta có thể lựa chọn làm bò nền. Ví dụ nha, ví dụ em ví dụ cho bà con cô bác anh chị nè. Đó, đây lấy tấm hình cái, để chụp tấm hình làm thơm cái. Trời, quá tuyệt vời của chú anh chị và các bạn ơi. Bò không thể nào chê vào đâu được. Nói với cô chú anh chị và các bạn á, tiền nào thì của nấy. Ví dụ ha, con bò này tại sao mà nó có giá là 21 triệu trong khi đó nó vẫn chiều cao cũng như nhau? Nó tại vì nó hơi ốm hơn xíu.
đúng không? Tại vì nó hơi ốm hơn xíu, nó không được liền lạc hơn xíu thì nó có giá là 21 triệu. Tại sao con bò này mà nó có giá là hai con này có giá 50 triệu? Thì con bò nó có giá 50 triệu thì nó phải khác chứ, con bò có giá 40 triệu một cặp với 50 triệu một cặp thì nó phải khác nhau đúng không? Ví dụ con này 50 triệu một cặp thì nó mình nó là khoảng 25 rưỡi, ví dụ vậy. Còn con này có 21 thì đương nhiên là nó phải khác nhau một trời một vực rồi. Tại vì con bò này khá là liền lạc, còn con này nó hơi tóp chút xíu nè. Bà con của bác không phải là tại vì nó tóp đâu, mình mẩy nó cũng bóng mượt nè, thấy không? Tại vì nó ăn không lại người ta thôi, chứ không phải là tại vì sao mà nó giá nó rẻ đó. Bà con cô bác anh chị là có nhu cầu, mình nhìn thấy con bò là mình biết từ dẫu yếm chăn móng là mình biết rồi ha. Ở đây tổng cộng 5 con bò này ở đây, thì đôi bò này em xin báo giá lại cho bà con cô bác anh chị. Đôi bò này có giá là 50 triệu. Màu lông da thì phải gọi là khỏi chê chỗ nào, màu là màu đỏ mật, chân là móng sò, trụ thì đứng khá là thẳng, rúng nè, mình coi rúng yếm nè, nó rất là tuyệt vời đúng không? Cặp này chốt giá 50 triệu, con này có giá là 21 triệu nè, 21 triệu. Chiều cao vẫn như nhau, đó, tháng tuổi vẫn như nhau, vẫn bự như nhau ha, vẫn to như nhau ha, vẫn là bò bự con. Còn hai con bên đây thì khỏi nói rồi, hai con bên đây thì nó hơi nhích hơn xíu, mình do coi dàn xương của hai con bò bên đây nè. Hai con bò bên đây nhìn thấy tướng tá rất là lực, rất là pin luôn cô chú anh chị các bạn. Dẫu yếm thì khỏi chê rồi, đây, cô chú anh chị các bạn. Cái đôi bò bên đây thì nó nhích giá hơn xíu ha, đôi bò bên đây có giá là 51 triệu. Ha, cặp này có giá 51 triệu. Bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ngay và liền với em. Còn cô chú anh chị và các bạn nào á, mình nói bò này mắc hay là con bò này rẻ, em nói không phải, không phải là cái giá trị của con bò nó mắc hay là nó rẻ, mà quan trọng là cái hình ảnh của nó như thế nào và chất lượng của nó như thế nào mới quyết định được cái giá trị của con bò. Chứ mình đừng nhìn vô con bò nó, nhiều con bò nó bự chà bá mà nó rẻ rề, tại vì nó không đẹp, tại vì nó không có cái kiểu mẫu. Ở đây là em đang báo giá bò giống cho bà con cô bác anh chị, là mình phải quy theo thứ nhất là hình ảnh, thứ hai là màu lông da, thứ ba là chất lượng của con bò. Chứ mình nhìn thấy không phải nó thịt nhiều là nó mắc, mà không phải nó bự con là nó mắc nữa, mà nó mắc ở cái chỗ điểm, cái điểm của nó phải gọi là đẹp mới làm bò giống ha. Còn bò thịt thì cái giá như nhau của chú anh chị và các bạn ơi. Tổng cộng những con bò ở đây thì em đã báo giá và ghi hình cận cảnh cho bà con cô bác anh chị rồi. Thế bây giờ em sẽ tiến hành lại gần nó và cập nhật với thông tin chiều cao để cho bà con cô bác anh chị chúng ta nắm bắt được những cái chiều cao những con bò ở đây, và mình quyết định xem mình có nên mua hay không. Và bà con cô bác anh chị nào có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay vào liền với em. Làm cái gì cũng vậy, sẽ có người thương người ghét, thì ở đây thì em chỉ là đến ghi hình và báo giá giùm cho khách hàng đây thôi. Ai thương thì em cảm ơn, còn ai ghét thì mọi người cứ lướt qua. Ở đây thì chiều cao của đôi bò này em lại gần em đứng cho bà con cô bác anh chị luôn, chúng ta cũng có thể thấy trực tiếp qua cái video, là chiều cao của em 1m75 và đang đứng kế bên con bò này thì mình biết được chiều cao của nó như thế nào rồi. Cặp này thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao cho bà con cô bác anh chị chúng ta nhắm xem thử coi nó là chiều cao bao nhiêu và mình có phù hợp với mình hay không. Đo ngay sải chứ. Con này tại phía trước ngay sải lưng là 1m21, còn ở phía sau khu của nó là 1m3 đó bà con cô bác anh chị ha. Cái đôi này chốt giá lại là 50 triệu. Còn con này tại phía sau con này phía sau khu của nó chắc dao động khoảng 1m27-28, gió chi một cái thước nó ngã ra. Con này tại phía sau khu của nó là 1m22 ha, bà con cô bác anh chị nó có giá là 21 triệu. Còn con này tại phía sau khu nó là 1m24. Còn con này tại phía sau khu của nó là 1m32 đó cô chú anh chị và các bạn. Và tổng giá trị của những con bò ở đây em xin nhắc lại một lần nữa, cặp này có giá là 51 triệu, con này có giá là 21 triệu, và hai con bò này có giá là 50 triệu. Cô chú anh chị và các bạn nào cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em. Và bà con cô bác anh chị nào cảm thấy thích mến em hoặc là mến chương trình của em có thể ấn vào một like như thế này dưới video để cái video của em có thể tiếp cận được nhiều người hơn, và nhiều của chú anh chị của bạn sẽ có được một diễn đàn mua bán tham khảo giá bò, tham khảo những hình ảnh bò, những hình ảnh bò thông qua video của em. Rồi thì bây giờ em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã và đang dành thời gian xem cái video của em. Xin thân ái kính chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.